điện tử hóa tất cả các thủ tục hành chính thuế từ đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế đối với cá nhân, tổ chức nộp thuế. Đây là một trong những kết quả nổi bật từ chuyển đổi số của ngành thuế tỉnh Gia Lai cho năm 2022. Theo đó, cùng với xây dựng phần mềm để trao đổi thông tin với người nộp thuế thông qua nền tảng Zalo thay vì qua giấy như trước đây, từ tháng 3 năm 2022, cùng với cả nước, ngành thuế Gia Lai đã cung cấp thêm sự lựa chọn tối ưu cho người nộp thuế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, khai nộp thuế thông qua vận hành hai ứng dụng gồm cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam và đưa vào triển khai ứng dụng Estat Mobile được thực hiện trên thiết bị di động thông minh. Đến nay, Cục Thuế Gia Lai đã triển khai và cấp tài khoản Estat Mobile cho 7.000 cá nhân và sắp tới tiếp tục triển khai trên diện rộng. Cùng với đó, toàn ngành đã triển khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử cho gần 99% doanh nghiệp đang hoạt động, tương đương trên 5,1 nghìn doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, việc điện tử hóa các thủ tục hành chính thuế đã mang lại rất nhiều lợi ích trong công tác quản lý cũng như cho người dân, doanh nghiệp. Lúc triển khai thực hiện mà cái chiến dịch mà mình sẽ nộp thuế thông qua tài khoản online đó, thì thứ nhất là thuận tiện với người dân và trên doanh nghiệp thì bản thân doanh nghiệp thì mình nộp thuế online thì nó sẽ rất là thuận tiện trong vấn đề mà khai thuế cũng giống như nộp tại một số lượng xe của lớn mình bán. Đối với riêng là doanh nghiệp của mình buôn bán xe máy cho nên là cái vấn đề nộp thuế online thì nó sẽ tiết kiệm cái quá trình thời gian và di chuyển hơn trong quá trình lên ngân hàng nữa. Còn với người dân thì cũng khá dễ là tiếp cận thôi, tại vì cái phần mềm này nó cũng rất là đơn giản. Có thể nói rằng là khẳng định rằng là đến nay việc đưa công nghệ thông tin vào áp dụng 100% ở các khâu trong quản lý thuế và các thủ tục về thuế của người nộp thuế được cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết kịp thời. Việc triển khai công nghệ thông tin chuyển đổi số của chi cục thuế thì đã đang nhận được cái phản hồi tích cực từ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Gia Lai là một trong 57 tỉnh thành phố của cả nước triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2 theo nghị định 123 của Chính phủ, bắt đầu từ tháng 4 năm 2022 bằng lễ công bố kích hoạt toàn quốc hệ thống hóa đơn điện tử. Chỉ trong thời gian ngắn, Cục Thuế Gia Lai đã nỗ lực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ đạt mục tiêu 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo lộ trình của Chính phủ. Kết quả này được đánh giá là một trong những đột phá lớn của ngành thuế Gia Lai cho năm 2022, đồng thời là cú hích cải cách hành chính thuế mang tính đồng bộ, thống nhất và tính bao phủ toàn diện, giúp doanh nghiệp cải thiện môi trường kinh doanh. Doanh nghiệp tôi thì áp dụng hóa đơn điện tử từ tháng 11 2020, nhưng mà mới chuyển đổi hóa đơn theo thông tư 78 là từ tháng 4 2022. Thì trong quá trình chuyển đổi thì do là được cơ quan thuế cũng tập huấn kỹ nên là doanh nghiệp cũng không có gặp bỡ ngỡ trong cái quá trình mà chuyển đổi. Trong quá trình sử dụng chuyển đổi từ hóa đơn giấy qua hóa đơn điện tử thì tôi thấy là hóa đơn điện tử thì nó tiện lợi rất là nhiều, nó nhanh hơn, nó làm cho tôi là trích lục, nói chung là tìm kiếm lưu trữ là nó tiện lợi hơn. Bên doanh nghiệp của tôi là nó vì cái mặt hàng đặc thù là có mua lại nên là cái việc mà hóa đơn điện tử đi để mình in mình đưa cho khách hàng ấy, sau này mình thu đổi ấy, thì thấy là chuyển đổi qua hóa đơn điện tử là kiểu khách hàng họ lưu trữ nó dễ hơn ấy, rồi mình trích lục rồi mình tiện hơn. Cùng với đó, năm 2022 cũng là năm Cục Thuế Gia Lai tiếp tục đạt thêm nhiều kết quả tích cực trong chuyển đổi số khi là đơn vị tiên phong điện tử hóa công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đồng thời tăng cường phối hợp trao đổi thông tin với các ngành, cơ quan khác bằng hình thức điện tử trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, công tác thu hồi nợ thuế. Đặc biệt, đây cũng là năm chuyển đổi số trong công tác nội ngành, qua đó giúp ngành thuế Gia Lai hoạt động thêm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác chuyển đổi số là một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng trong cái chiến lược cải cách ngành thuế năm 2021 đến năm 2030. Với những cái kết quả đạt được năm 2022, ngành thuế tiếp tục hoàn thiện, phát huy những cái kết quả mà chuyển đổi số đã đạt được trong năm 2022, ứng dụng công nghệ thông tin và cái trí tuệ nhân tạo trong cái việc là quản lý thuế và nâng cao cái chất lượng công tác quản lý thuế để phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế. Tiếp tục hoàn thiện điện tử hóa một số cái thủ tục hành chính thuế đối với cái nhóm mà
người nộp thuế là hộ kinh doanh và cá nhân, như là các cái thủ tục và quản lý các cái khoản thu về đất, nhất là đất phi nông nghiệp, thuế tiền thuế phi nông nghiệp, và triển khai cái diện rộng đối với việc nộp thuế đối với các cá nhân mà đã được cấp tài khoản qua cái phần mềm e-tax mobile. Tiếp tục tăng cường cái trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế với các cơ quan được phục vụ cho công tác quản lý thuế bằng hình thức điện tử. Những kết quả trên có thể khẳng định ngành thuế luôn đi đầu về chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Với mục tiêu nhất quán, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ trong chuyển đổi số, ngành thuế Gia Lai đang thể hiện quyết tâm cao, hành động quyết liệt trong chiến lược cải cách ngành thuế giai đoạn 2021-2030, qua đó cùng với ngành thuế cả nước thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia của chính phủ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.